Vào năm 2004, tàu vũ trụ Cassini đã tiếp cận thành công với hành tinh dạng vành đai sao Thổ, cùng với 5-6 vệ tinh của nó và khám phá ra nhiều điều ngoài sức tưởng tượng, những điều kiện có thể hình thành nên sự sống. Và nếu những điều kiện có thể hình thành sự sống tồn tại gần chúng ta đến vậy, thì điều gì có thể tìm thấy ở dải thiên hà lân cận? Liệu đó có thể là một hành tinh giống hệt với trái đất? Những bí mật của vũ trụ, tìm kiếm người ngoài hành tinh. Hàng triệu năm qua, loài người chúng ta đã nhìn lên bầu trời và tự hỏi liệu ở giữa vũ trụ bao la rộng lớn này có ai ngoài chúng ta đang tồn tại. Ngày nay, chúng ta đã đến gần với câu trả lời đó hơn bao giờ hết. Nhiều nhà khoa học tin tưởng rằng chúng ta sẽ có cơ hội nhìn thấy những người anh em ngoài trái đất của mình trong tương lai không xa. Tôi hy vọng điều đó sẽ xảy ra trong 10 năm tới, nhưng tôi đã sẵn sàng cho điều đó ngay tuần sau. Nhưng hơn thế nữa, chúng ta có thể tìm được những người anh em của mình không chỉ ở các hành tinh xa xôi hay giữa những thiên hà chưa được khám phá, mà có thể tìm thấy họ ngay tại một trong những hành tinh trong Thái Dương Hệ. Các nhà khoa học đang tìm ra những dấu hiệu chứng tỏ rằng sự sống ngoài trái đất thực sự tồn tại, thậm chí ở những nơi khắc nghiệt nhất. Cuộc tìm kiếm của chúng ta sẽ ghé qua 7 điểm đến trong hệ mặt trời để cùng tìm hiểu xem những sinh vật này có thể ở đâu và trông chúng như thế nào. Những vùng đất bạc màu này khắc nghiệt đến mức khó tin, và sự sống ở nơi đây có thể không bao giờ tồn tại. Nhưng khi biết đến sự tồn tại đáng kinh ngạc của những nhóm sinh vật sống ngay trên trái đất, chúng ta hiểu rằng sự sống ngoài hành tinh có thể mạnh mẽ hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Vài thập kỷ trước, chúng ta tin chắc rằng trái đất của chúng ta là duy nhất. Từ trước đến nay, đây là nơi duy nhất nuôi nấng sự sống của hơn 1 triệu loài sinh vật mà chúng ta tìm thấy được. Nhờ có nguồn ánh sáng mặt trời dồi dào, nguồn nước ấm áp và tầng khí quyển có khả năng bảo vệ. Chúng ta đã kết luận một cách logic rằng đó là những điều kiện tối cần thiết cho sự sống, và kết luận đó đã bác bỏ giả thiết về sự tồn tại của sự sống ngoài trái đất trên những hành tinh từng được khám phá trong hệ mặt trời. Nhưng sau đó, các nhà khoa học đã đi tới một trong những nơi tăm tối và lạnh lẽo nhất trên trái đất. Và thật đáng kinh ngạc, họ đã tìm thấy những sinh vật sống có khả năng sinh sản. Đó là những vi sinh vật. Có những sinh vật có thể sống không cần ánh sáng hay oxy. Một số khác có thể sống dưới áp suất khí quyển cực lớn. Dường như sự sống có thể xuất hiện ở bất cứ đâu. Bây giờ chúng ta hãy cùng đến với cực bắc của trái đất. Sau nhiều năm nghiên cứu sự sống trên vùng đất đóng băng lạnh giá này, các nhà khoa học cho rằng nơi đây không tồn tại sự sống. Tuy nhiên, vào năm 1999, một nhóm các nhà khoa học đã thử nghiên cứu lớp băng đá nằm dưới lớp tuyết đóng băng 1,8 mét. Thứ họ tìm thấy khiến họ vô cùng kinh ngạc. Bên trong tảng đá là vô số những sinh vật tí hon. Tại đây, nơi có nhiệt độ âm 68 độ C, ở độ sâu 1,8 mét dưới lớp băng cứng, sự sống vẫn có thể hình thành. Các nhà khoa học đã tìm thấy dấu hiệu của sự sống, nhưng bạn biết đấy, không phải một con kangaroo, mà là những dạng cơ thể sống rất đơn giản. Và chúng sống ở những nơi có nhiệt độ cực thấp hoặc cực cao, những nơi có áp suất khí quyển lớn, hay thậm chí ở cả những nơi có độ phóng xạ rất cao. Điều đó cho thấy rằng sự sống có thể tồn tại ở nhiều môi trường khác nhau trên hành tinh của chúng ta, hơn là chúng ta vẫn nghĩ. Và nếu sự sống có thể tồn tại dưới cả những điều kiện khắc nghiệt nhất không chỉ của trái đất mà của những hành tinh khác nữa, thì bạn hãy thử tưởng tượng xem điều này có ý nghĩa gì. Trừ khi điều đó thực sự lạ thường, kỳ diệu về hệ mặt trời hoặc về trái đất của chúng ta, nếu không, sự sống phải trở nên phổ biến và phải có rất nhiều hành tinh có sự sống, và một trong số đó có thể là những nền văn minh. Trong giai đoạn đầu mới hình thành, trái đất của chúng ta chỉ là một đống đổ nát của vũ trụ.
Các vụ va chạm khiến cho nhiệt độ của bề mặt trái đất tăng cao, trở thành môi trường tại đó sự sống có thể phát triển. Khi trái đất hình thành một khối rắn chắc, trái đất nguội dần và nước xuất hiện, hình thành nên cái nôi đầu tiên của sự sống. Vào năm 1953, nhà khoa học Stanley Miller đã tiến hành một thí nghiệm mô tả sự sống trên trái đất đã hình thành một cách đơn giản như thế nào. Ông trộn lẫn nước, hydro, methane, ammoniac, những nguyên tố hình thành nên khí quyển nguyên thủy của trái đất. Sau đó tiến hành phóng điện để mô phỏng tia chớp và kết quả đã làm cả thế giới kinh ngạc. Thí nghiệm của Miller đã tạo ra các phân tử hữu cơ có tên gọi là axit amin, chất cấu tạo nên protein trong mọi cơ thể sống. Nếu như sấm chớp có thể tạo nên sự sống trên trái đất, thì liệu điều tương tự có thể xảy ra ở các hành tinh khác? Tàu thăm dò vũ trụ không người lái đã tìm thấy những thành phần giống nhau ở các hành tinh trong hệ mặt trời của chúng ta. Trong số đó có một thành phần không thể thiếu đối với sự sống, đó là nước. Một trong những yếu tố mà mọi dạng sống, dù là nhỏ nhất từng được biết đến trên trái đất đều có, đó là nước ở thể lỏng. Dấu hiệu của nước có vai trò định hướng trong cuộc tìm kiếm sự sống của chúng ta. Cuộc tìm kiếm của chúng ta sẽ đến với 7 hành tinh, trong đó có thể có những hành tinh có rất nhiều nước, và các nhà khoa học tin tưởng rằng những sinh vật ngoài vũ trụ chỉ đang lẩn trốn ở đâu đó, và sự sống của các hành tinh đó có thể đang ở dạng khởi đầu hay đã phát triển sang giai đoạn văn minh. Tất cả giờ chỉ là suy đoán. Chúng ta hãy bắt đầu ở một hành tinh luôn luôn kích thích trí tưởng tượng của con người, hành tinh ngay liền kề trái đất, hỏa tinh. Đó là hành tinh đầu tiên chúng ta tiến hành tìm kiếm sự sống và nhà khoa học đầu tiên có cơ hội trông thấy người sao hỏa. Nếu chúng ta thực sự tìm thấy họ, chính là Steve Squire, trưởng nhóm phụ trách dự án thám hiểm sao hỏa rover của NASA. Trong số các hành tinh, sao hỏa luôn có một sức hấp dẫn nào đó khiến con người mê hoặc. Trong một thời gian dài, chúng ta đã có những hiểu biết về sao hỏa đủ để nhận thấy rằng đây có lẽ là hành tinh giống với trái đất nhất. Giống như trái đất, sao hỏa cũng có bầu khí quyển với các mùa, nhưng con người chúng ta sẽ nhanh chóng bị diệt vong trên sao hỏa. Lớp khí quyển bao phủ sao hỏa vô cùng mỏng, mỏng hơn lớp khí quyển trên đỉnh Everest đến 40 lần. Hơn nữa, sao hỏa nằm trong vùng bất ổn của hệ mặt trời, gần vành đai tiểu hành tinh. Lớp khí quyển bao quanh sao hỏa quá mỏng để có khả năng bảo vệ nó. Vì thế, các tiểu hành tinh liên tiếp lao xuống bề mặt sao hỏa. Những cơn gió dữ dội có thể thổi tung lớp đất cát, hình thành nên những cơn bão cát đủ có thể tiêu diệt cả hành tinh chỉ trong vài tuần, hay hình thành nên những cơn lốc xoáy khổng lồ cao 8 km. Nhiệt độ ban ngày là 1 độ C, đến đêm có thể hạ xuống âm 70 độ. David Grinspoon, người phụ trách bộ môn sinh học vũ trụ tại Viện Bảo tàng Tự nhiên và Khoa học Denver, cho rằng sao hỏa có thể sẽ ấm hơn nếu nó có kích thước lớn hơn. Khi uống cà phê vào những buổi sáng thời tiết lạnh, tôi nhận thấy rằng một ly cà phê nhỏ nguội đi rất nhanh. Trong khi đó, nếu đó là một ly cà phê lớn, thì nó sẽ giữ được nhiệt lâu hơn rất nhiều. Những vật thể có kích thước lớn hơn có thể giữ ấm lâu hơn là nhờ phần lõi bên trong của nó được che chắn khỏi những tác động làm mát diễn ra ở bên ngoài. Và các hành tinh cũng vậy. Những hành tinh nhỏ nguội đi rất nhanh, trong khi những hành tinh lớn như trái đất có thể giữ ấm trong hàng tỷ năm. Tuy nhiên, điều kiện sống trên sao hỏa có thể không thuận lợi cho sự sống. Những hành tinh này luôn có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với các nhà khoa học. Bề mặt hiểm trở của sao hỏa với những ngọn núi và núi lửa, những rãnh sâu không phải không có những điểm không giống với trái đất của chúng ta. Đối với những nhà thám hiểm vũ trụ đầu tiên, những đặc điểm này giống với khung cảnh của đại dương và những dòng sông, hay thậm chí là một hệ thống kênh đào. Những thứ không thể hình thành nên sự sống mà thực sự được tạo ra bởi một nền văn minh nào đó. Nhà thiên văn Loewen người Mỹ đã quan sát hiện tượng này, nhận thấy những kênh đào trên sao hỏa là một hệ thống những đường thẳng có quy tắc.
Điều đó khiến ông tin tưởng rằng đây hẳn phải là sản phẩm của một nền văn minh. Nếu trên sao Hỏa thực sự tồn tại một kênh đào như thế, thì Lowell đã đúng, nhưng vấn đề ở đây không phải như vậy. Việc quan sát bằng kính viễn vọng ở thời kỳ đó có thể tạo ra những hình ảnh không trung thực, khiến cho con người tự liên kết chúng và hình dung ra những hình ảnh không thực sự tồn tại. Nhưng không chỉ một mình Lowell tin tưởng vào giả thuyết về một nền văn minh trên sao Hỏa, một vài nhà khoa học đã thực sự kinh ngạc khi tàu thám hiểm vũ trụ Viking 1 chụp được hình ảnh này. Mãi đến gần đây chúng ta mới thực sự biết nên tìm kiếm sự sống ngoài trái đất ở đâu. Nhưng chúng ta luôn biết người ngoài hành tinh trông sẽ như thế nào một khi chúng ta nhìn thấy họ. Giữa trái đất và người ngoài hành tinh luôn có những mối liên quan nào đó. Xét về tổng thể, chúng ta có khuynh hướng tưởng tượng họ khá giống chúng ta. Với tư cách là một nhà khoa học cấp cao của Viện Nghiên cứu Tìm kiếm các nền văn minh ngoài trái đất ở California, Seth Shostak đã dành cả sự nghiệp của mình cho công việc lắng nghe các tín hiệu sóng vô tuyến từ những xã hội văn minh ở một nơi xa xôi nào đó ngoài trái đất. Thực ra không có cơ sở nào để có thể cho rằng người ngoài hành tinh trông giống chúng ta cả. Họ cũng có thể có suy nghĩ và cư xử khác chúng ta. Chỉ cần nhìn vào sự sống đa dạng như thế nào trên trái đất, tạo hóa có thể tạo ra bất cứ hình dạng nào. Nhưng nếu thực sự có sự sống trên sao Hỏa, làm thế nào nó có thể tồn tại trong một điều kiện khắc nghiệt đến vậy? Từ những năm 1960, các nhà khoa học đã cử hàng chục tàu vũ trụ thám hiểm hành tinh đỏ. Hình ảnh đầu tiên chụp quang cảnh của một vùng đất cằn cỗi đã nhanh chóng dập tắt mọi hy vọng về việc có thể tìm thấy một nền văn minh nào đó ở đây. Nhưng những điều các nhà khoa học nhìn thấy khiến họ thực sự ngạc nhiên. Mặc dù không có dấu hiệu nào về những kênh đào của người sao Hỏa, nhưng có những dấu tích cho thấy sao Hỏa có thể đã từng có nước. Một số người còn nghĩ rằng hành tinh đỏ có thể đã từng có màu xanh của nước. Bạn cần phải nhìn thấy sao Hỏa trong vài tỷ năm trước, khoảng 4 tỷ năm trước chẳng hạn. Sao Hỏa có một lớp khí quyển dày hơn và rõ ràng là trên sao Hỏa có nước. Và do đó sự sống có thể đã phát triển và chúng dần thích nghi. Bạn biết đấy, sự sống phải thích nghi với môi trường. Sự sống có thể đã thích nghi được với các điều kiện của sao Hỏa chứ không bị diệt vong bởi nước ở thể lỏng, có thể tồn tại ở đâu đó trong lòng đất. Nhưng nếu không có nước trên bề mặt, nhiệt độ ở mức đóng băng và một bầu khí quyển mỏng, chỉ có một loài sinh vật có thể yêu quý sao Hỏa, đó là những vi sinh vật. Vi sinh vật có thể phát triển mạnh ở những nơi lạnh giá nhất. Và để tìm hiểu xem những sinh vật này có thể ở đâu trên sao Hỏa, chúng ta cần phải tìm đến thung lũng Marineris, một hệ thống những hẻm núi khổng lồ trên bề mặt sao Hỏa, rộng hơn hẻm núi lớn gần 20 lần và có chiều sâu gần bằng chiều cao của đỉnh Everest. Thung lũng này xưa kia có thể đã từng bị bao phủ bởi những hồ nước lớn, và những hồ nước đó có thể đã có sự sống. Khi nước hồ cạn kiệt, sự sống có thể đã phải đối mặt với một môi trường sống khắc nghiệt hơn. Nhưng chúng ta sẽ không thể biết được những vi sinh vật đó trông như thế nào cho đến khi chúng ta tìm được chúng. Rất có thể trông chúng sẽ giống với những vi sinh vật tồn tại ở những nơi khắc nghiệt nhất ngay trên trái đất. Và một nhóm các nhà sinh vật nghiên cứu những trường hợp đặc biệt, họ là những nhà sinh vật học vũ trụ đang tìm kiếm trên trái đất những thể sống có thể tồn tại ngoài vũ trụ. Nhà sinh vật học vũ trụ Rocco Mancinelli đang trong công cuộc tìm kiếm những vi sinh vật sao Hỏa. Những sinh vật nào thực sự có thể tồn tại được trong một môi trường khắc nghiệt như sao Hỏa? Đó vẫn đang là một câu hỏi lớn đặt ra cho những người như chúng tôi. Và chúng tôi đang cố tìm kiếm xem trên trái đất có một loại sinh vật nào có thể tồn tại trong môi trường nước mặn. Rất có thể, nó cũng có thể tồn tại trên sao Hỏa. Nhà sinh vật học vũ trụ Chris Mackay cho rằng ông đã tìm ra loài sinh vật có muối có thể sống sót trên sao Hỏa. Những sinh vật này được tìm thấy ở vùng đất khô hạn và có độ mặn cao nhất trên trái đất. Thử thách lớn nhất đối với sự sống trên sao Hỏa cũng giống như thử thách lớn nhất đối với sự sống tại vùng đất này, đó là sự khô hạn. Chính tình trạng khô hạn là điều mà mọi sự sống khó thích nghi nhất. Hàng nghìn năm trước, một hồ nước mặn bao phủ thung lũng chết, cũng giống như những hồ nước mặn bao phủ thung lũng Marineris trên sao Hỏa.
Dường như sự sống đang chơi trò trốn tìm vậy. Nhưng chỉ nhìn dưới bề mặt lớp đất này, chúng tôi tìm thấy một lớp vi khuẩn đang sống trong một môi trường rất khác với môi trường bên trên bề mặt trái đất. Vùng đất này trông giống như một vùng đất chết vậy, nhưng chỉ cần đào xuống một chút là anh có thể tìm thấy ngay sự sống. Bên dưới lớp muối là một lớp vi khuẩn có màu xanh lá cây sống nhờ vào nước và ánh sáng lọt qua lớp muối. Và vì thế những vi khuẩn này trở thành những vi sinh vật thích muối. Những hồ muối cạn như thế này chúng ta cũng có thể tìm thấy trên sao Hỏa. Các sa mạc muối không phải là nơi duy nhất mà sự sống lẩn trốn trên sao Hỏa. Trên sao Hỏa còn có những ngọn núi lửa khổng lồ, một số có thể lớn hơn những ngọn núi trên trái đất khoảng 6 lần. Nhà sinh vật học vũ trụ Penelope Boston đã bắt đầu cuộc tìm kiếm tại hang Lava Tuyết, một ống dung nham đã ngừng hoạt động. Không lâu trước đây, chúng ta còn cho rằng những hang động như thế này không thể có sự sống. Ở đây không hề có ánh nắng mặt trời, cũng có nghĩa là không có quang hợp. Nhưng trong những ống nham thạch tại tiểu bang New Mexico, Boston đã tìm thấy những dấu hiệu của sự sống. Chúng ta biết rằng trên sao Hỏa có rất nhiều ống nham thạch và đến đây chúng tôi có cơ hội tìm hiểu được chúng hình thành như thế nào và đồng thời để chứng kiến những dạng sống có ở đây. Những vi sinh vật mà Boston tìm thấy dường như sinh trưởng rất tốt tại đây. Họ tìm thấy những sinh vật này trong lớp khoáng vật trên vách hang. Đến gần đây và anh sẽ thấy chúng dính trên vách hang này. Nhiệt độ ở trong những hang động này là rất lạnh. Và vì thế, những sinh vật này hoàn toàn có thể thích ứng được với nhiệt độ đóng băng tại đây. Chúng không bao giờ tiếp xúc với ánh nắng và chúng đã có được những gì chúng cần cho cuộc sống trên những vách hang này. Liệu trong những hang động khổng lồ trên sao Hỏa có những sinh vật như thế này? Boston cho rằng điều này là có thể. Chúng ta đang tìm kiếm sự sống và tôi hy vọng mình vẫn còn khỏe mạnh đến ngày tìm thấy nó.